Quý anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán giả Hân Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ tư trong tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Hân Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Quỳnh Anh thấy là cái không khí hôm nay nó là lạ ha. Nó man mát nhưng mà nó lại nóng hầm hập hầm. Dạ. Thấy những cơn mưa. Dạ, thấy trời xám xám, bầu trời mây như vậy thì hy vọng có một cơn mưa lớn để mà gọi là cứu khô chắc hơi khó miền Nam Cali. Dạ, khô khan quá. Dạ, nhưng mà mưa sáng lúc mình anh chạy làm sáng sớm thì lắc rắc vài hộp thôi. Dạ. Anh ít quá. Dạ, đủ để ướt cửa kính xe, đủ dơ xe. Kính thưa quý vị khán thính giả, phần tin tức ngày hôm nay được mở đầu là phần tin Hoa Kỳ với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu cho bản tin hôm nay của Hùng Việt TV, trước hết là tin liên quan đến Afghanistan. Hơn 2.200 nhà ngoại giao và thường dân đã được di tản khỏi Afghanistan. Một giới chức an ninh Tây Phương hôm nay cho biết, hơn 2.200 nhà ngoại giao và thường dân khác đã được di tản khỏi Afghanistan trên các chuyến bay của quân đội khi nỗ lực di tản tăng tốc độ sau khi Taliban chiếm giữ thủ đô. Taliban tuyên bố họ muốn hòa bình, sẽ không trả thù kẻ thù cũ và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Nhưng hàng ngàn người Afghanistan quyết tâm rời khỏi đất nước này, trong đó có nhiều người từng hỗ trợ cho lực lượng ngoại quốc hơn 2 thập niên qua. Giới chức an ninh Tây Phương cho hay, hơn 2.200 nhân viên ngoại giao, nhân viên an ninh ngoại quốc và người Afghanistan làm việc cho các đại sứ quán đã được di tản. Công việc hậu cần không gặp trục trặc nào tại thời điểm này. Hiện chưa rõ khi nào các chuyến bay dân dụng sẽ nối lại. Giới chức này không cho biết cụ thể bao nhiêu người Afghanistan nằm trong số hơn 2.200 người đó, và không rõ con số này có bao gồm hơn 600 người Afghanistan rời khỏi Afghanistan hôm Chủ nhật trên phi cơ vận tải C-17 của quân đội Hoa Kỳ hay không. Taliban chiếm giữ Kabul hôm Chủ nhật sau cuộc tấn công chớp nhoáng khi lực lượng Tây Phương rút lui theo thỏa thuận với Taliban. Lực lượng Hoa Kỳ kiểm soát phi trường phải tạm ngừng các chuyến bay hôm thứ Hai sau khi hàng ngàn người Afghanistan đổ xô đến phi trường tìm cách rời khỏi đất nước. Các chuyến bay nối lại hôm thứ Ba khi tình hình được kiểm soát. Anh Quốc cố gắng di tản khoảng 1.000 người một ngày, trong khi nước Đức di tản 130 người, nước Pháp di tản 25 công dân và 184 người Afghanistan, trong khi nước Úc loan báo 26 người trở về trên chuyến bay đầu tiên từ Kabul. Hoa Kỳ hoàn tất di tản các nhà ngoại giao ở Kabul. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Ned Price cho biết là Hoa Kỳ hoàn tất việc di tản nhân viên đại sứ quán ra khỏi Kabul. Nhân viên ngoại giao còn lại đang hỗ trợ cho việc di tản công dân Hoa Kỳ cũng như các đồng minh Afghanistan. Các chuyến bay của quân đội Hoa Kỳ đã di tản các nhà ngoại giao và thường dân bắt đầu lại vào hôm thứ Hai sau khi phải tạm ngừng vì hỗn loạn tại phi trường Kabul. Lực lượng Hoa Kỳ kiểm soát phi trường vào hôm Chủ nhật, khi mà phiến quân Taliban kết thúc một tuần tiến quân chớp nhoáng, chiếm giữ Kabul không cần giao tranh. Trước đó thì Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cho hay là Taliban đã nói với Hoa Kỳ là họ sẽ bảo đảm đường đi an toàn cho thường dân đến phi trường. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan là John Bass vào hôm thứ Ba đã đến Kabul để mà hỗ trợ cho công việc di tản. Và Hoa Thị Đốn hy vọng là duy trì sự hiện diện ngoại giao cần thiết tại phi trường Kabul đến ít nhất là ngày 31 tháng 8 và sau đó nếu tình hình an toàn. Ông Price cho biết là Hoa Kỳ hiện đang tập trung vào nhiệm vụ di dời cũng như hồi hương công dân về Hoa Kỳ hay là sang các nước thứ ba. Hoa Kỳ cũng sẽ di tản những người Afghanistan đã giúp đỡ cho Hoa Kỳ trong 20 năm chiến tranh. Các nhà lập pháp sẽ điều tra chính quyền của Tổng thống Biden về Afghanistan. Thưa quý vị, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có nhiều đồng nghiệp dân chủ của Tổng thống Joe Biden, hôm thứ Ba cho hay họ bất bình với những sự kiện tại Afghanistan và sẽ điều tra xem chuyện gì xảy ra. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho hay những sự kiện trong những ngày gần đây là đỉnh điểm của một loạt sai lầm của các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ trong 20 năm qua. Chúng ta đang chứng kiến kết quả khủng khiếp của nhiều năm sai sót, chính sách và tình báo. Ông Menendez cho biết, ủy ban của ông sẽ tổ chức buổi điều trần về chính sách của Hoa Kỳ với Afghanistan, trong đó có các cuộc thương thảo giữa chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump với Taliban
và việc thực hiện rút quân của chính quyền Biden. Các thành viên đảng Cộng Hòa của Ủy ban cho hay họ muốn Ngoại trưởng Antony Blinken điều trần để hiểu rõ tại sao Bộ Ngoại giao chuẩn bị kém cho các tình huống bất ngờ đang diễn ra như chúng ta chứng kiến. Theo các nhà lập pháp Cộng Hòa, cập nhật từ Bộ Ngoại giao bất nhất, thiếu chi tiết quan trọng và không phản ứng nhanh nhạy. Ngày điều trần chưa được công bố, Thượng nghị sĩ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo hôm thứ Hai cho biết, ông dự tính phối hợp với các ủy ban khác để hỏi những câu hỏi cần thiết về việc tại sao Hoa Kỳ không chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan. Phía Cộng Hòa tiếp tục mạnh mẽ chỉ trích các chính sách của ông Biden. Trong thư gửi cho Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, các thành viên Cộng Hòa của Ủy ban Quân vụ Hạ viện nói rằng cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo đang diễn ra ở Afghanistan lẽ ra có thể tránh được nếu chính quyền thực hiện bất kỳ kế hoạch ứng phó nào trước đó. Thống đốc của Texas có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Thống đốc Texas là Greg Abbott, nơi mà tiểu bang đang phải trải qua làn sóng COVID-19 lần thứ tư, có xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm thứ Ba, nhưng không có triệu chứng nào. Văn phòng thống đốc cho biết là ông Abbott đang cách ly và thống đốc cũng đang được chữa trị bằng kháng thể đơn dòng. Trên Twitter thì ông Abbott cho biết là ông tự xét nghiệm hàng ngày và hôm nay là ngày đầu tiên mà ông có xét nghiệm dương tính. Ông đã chích vaccine COVID-19 và đó có thể là lý do ông thực sự không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào. Vào tối ngày thứ Hai thì ông Abbott đã phát biểu trước hàng trăm người tại một sự kiện trong nhà của Đảng Cộng Hòa ở ngoại ô của Dallas, nơi rất ít người mang khẩu trang. Vào hôm thứ Ba thì thống đốc đã đăng lên hình ảnh mà ông gặp nghệ sĩ guitar Jimmy Vaughan, em của tay guitar huyền thoại Stevie Ray Vaughan. Ông Mark Miner là giám đốc truyền thông của ông Abbott cho hay là những người mà thống đốc tiếp xúc gần đã được thông báo. Còn phu nhân Cecilia Abbott của ông thì có xét nghiệm âm tính. Hiện thì chưa rõ thống đốc đã nhiễm virus nào và thông tin mà ông Abbott bị nhiễm COVID-19 được đưa ra cùng ngày mà giới chức ở tại Houston công bố là họ sẽ tặng $100 cho bất kỳ ai chích liều vaccine COVID-19 thứ nhất. Và khi các bệnh viện trong khu vực dự báo là tuần này sẽ vượt qua con số kỷ lục về bệnh nhân mà họ chăm sóc. Đầu tháng này thì Bộ Y tế tiểu bang Texas cho hay họ đề nghị cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, tức là FEMA, hỗ trợ 5 nhà xác lưu động để mà đề phòng trường hợp mà các bệnh viện cần bảo quản thi thể của các nạn nhân COVID-19. Đến nay thì chưa có bệnh viện nào cần sử dụng đến chúng. Cơ quan an toàn giao thông gia hạn quy định bắt buộc mang khẩu trang cho đến tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tối hôm thứ Ba xác nhận họ dự tính gia hạn quy định hành khách phải mang khẩu trang trên phi cơ, xe lửa, xe buýt tại phi trường và nhà ga xe lửa cho đến ngày 18 tháng 1 để giải quyết đợt bùng phát COVID-19 đang diễn ra. Phát ngôn viên của Cơ quan an toàn giao thông TSA xác nhận việc gia hạn này, nói rằng chỉ thị mang khẩu trang của TSA là để giảm thiểu sự lây nhiễm COVID-19 trên phương tiện vận chuyển công cộng. Các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ đã được thông báo về kế hoạch gia hạn trong cuộc họp với TSA và Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Ba. Lệnh mang khẩu trang hiện nay của TSA áp dụng cho đến ngày 13 tháng 9. Quyết định gia hạn phản ảnh tác động của biến thể Delta và là sự thừa nhận đi lại vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là với người chưa chích ngừa. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đang cân nhắc có bắt buộc nhân viên chích ngừa hay không, trong khi Canada tuần trước cho hay họ dự tính bắt buộc tất cả hành khách phải chích ngừa. Thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas cho hay tại thời điểm này chưa bàn thảo đến việc bắt buộc chích ngừa đối với hành khách hàng không trong nước. Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không CWA Sarah Nelson cho biết, gia hạn bắt buộc mang khẩu trang của TSA sẽ giúp bảo đảm an toàn cho cả hành khách và nhân viên hàng không. Lệnh hiện tại của CDC bắt buộc mang khẩu trang trên gần như tất cả các hình thức vận chuyển công cộng. Hàng ngàn người đã phải đi di tản vì đám cháy Caldor Fire lan nhanh ở miền Bắc California. Một đám cháy rừng đã lan nhanh ở miền Bắc của California, làm cho 2 người bị thương nặng và lệnh di tản bắt buộc được đưa ra cho hàng ngàn người
dân cũng như là du khách ở quận hạt El Dorado vào sáng ngày thứ Ba. Đám cháy Caldo Fire đã bùng phát vào chiều thứ Bảy ở khu vực Omorange, cách Sacramento khoảng 100 km về phía đông. Vào hôm thứ Ba đã lan rộng từ 6.500 mẫu lúc buổi sáng lên gần 30.000 mẫu vào lúc buổi chiều. Đám cháy chưa kiểm soát được phần nào và khói từ đám cháy Dixie Fire ở gần đó đã cản trở công việc cứu hỏa từ trên không. Thống đốc Gavin Newsom trước đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho quận hạt El Dorado và huy động vệ binh quốc gia California cũng như hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Cư dân ở thị trấn Crazy Fat đã bị ảnh hưởng nặng vì đám cháy. Có hai người bị thương nặng và rất ít nhà cửa còn nguyên vẹn. Nhà chức trách đã mở rộng lệnh di tản cho các cộng đồng lân cận vào sáng ngày thứ Ba. Trong khi người cấm trại thì di tản ra khỏi khu giải trí Slide Park. Khói đen thì dày đặc bao trùm khu vực. Có gần 17.000 người trên khắp California đã phải đi di tản vì cháy rừng. Và đợt nắng nóng năm nay đã góp phần gây ra một loạt đám cháy rừng ở miền Tây của Hoa Kỳ và trầm trọng hơn vì khí hậu biến đổi. Công ty PG&E cho biết, do đe dọa ngày càng tăng từ Dixie Fire, đám cháy lớn nhất đang hoành hành tại Hoa Kỳ, thì công ty có thể buộc phải cúp điện để mà ngăn ngừa cháy rừng, ảnh hưởng cho hơn 39.000 khách hàng cũng như 16 quận hạt. California dự tính bắt buộc tiết kiệm nước trên toàn tiểu bang. Thưa quý vị, Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Ba cho biết, ông có thể ban hành quy định bắt buộc tiết kiệm nước trong thời gian tới do đợt hạn hán lịch sử của tiểu bang tiếp tục xấu đi. Thông tin trên được đưa ra khi Thống đốc và Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Michael Regan kiểm tra nỗ lực hồi phục tại công viên quốc gia Big Basin Redwoods ở dãy núi Santa Cruz, một năm sau khi đám cháy rừng khổng lồ thiêu rụi rừng cây cổ thụ của công viên. Khi được hỏi liệu ông có bắt buộc các thành phố đạt mục tiêu bắt buộc tiết kiệm nước hay không, như cựu thống đốc Jerry Brown từng thực hiện trên toàn tiểu bang trong đợt hạn hán từ năm 2012 cho đến 2016. Ông Newsom trả lời, ông đã kêu gọi tự nguyện tiết kiệm nước 15%, nhưng điều này có thể thay đổi sớm. Ông nói rằng, hiện tại chúng ta tự nguyện, nhưng nếu chúng ta bước sang một năm hạn hán nữa, chúng ta sẽ có quyết định trước cuối tháng 9, trước khi bước sang năm hạn hán thứ Ba. California hiện đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần 50 năm. Các mục tiêu tiết kiệm nước bắt buộc sẽ có nghĩa là hạn chế tưới cây cỏ, phạt tiền những người vi phạm cùng với phân bổ nước cho các gia đình và doanh nghiệp tương tự với đợt hạn hán gần đây nhất. Theo Drought Monitor, 88% tiểu bang ở trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng, sau lượng mưa thấp nhất trong chu kỳ 2 năm kể từ năm 1975 đến 1977, các hồ chứa nước tại nhiều nơi ở miền Bắc California rơi xuống mực nước thấp nhất chưa từng thấy. Hồ Oroville ở quận hạt Butte hôm thứ Ba chỉ còn 23% dung tích, mức thấp nhất kể từ năm 1969. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của VTV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.